Hai chào tao Nguyễn, thì mình giờ mình có hai chim này với lại một mớ chim mình muốn hành lý để mình đi lên Đà Lạt mình đi tuyển chim đó mọi người. Thì giờ có hai con lửa này mình không biết bông hay không thì anh em khách alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0929887346 nha. Đây. Bên hông mình vô mát quay cho mọi người xem, hai bên đều có luôn, hai bên Mỹ hết. Con này có dưới cạm nữa đó, anh em nào thích thì 600.000 một con, hai con này mỗi con 600 ha. Cái này thì anh em hên xui thôi chứ giờ thì mình sư rồi đó. Đó hai con này có một con hót luôn rồi, nhưng mà nó chỉ hót hót cơ, bằng hót sổ á. Anh em nào khách thì alo cho mình ha. Chim thì ở gần khu du lịch Đại Nam, còn không anh em cứ lên Google Maps anh em gõ Trung Chim Bình Dương là sẽ có địa chỉ nhà mình luôn, thì cứ theo địa vị trí đó mà vô tới nhà mình. Thì hai con đó ha, rồi đây đây còn hai con này, thì cái con 200 bữa giờ vẫn còn nha mọi người. Con này rất nhiều anh em hỏi mình, nhưng mà toàn là ở xa không à, cho nên mình không gửi gì vô. Trong đa số mấy đứa này đều là đuôi tôm hết luôn, nó không phải là siêu tôm thôi nhưng mà cong cong tôm tôm thì có ha. Đây đây còn một cặp à, để đấy mình nói cặp kia cho. Cặp này thì cặp này là cặp của mình đó mọi người, thấy không đẹp không à, cặp này nè. Cặp này thì con máy nó giống như con máy mà đỏ mọi người, nó rất là đẹp. Đây. Cả trống máy đều là đuôi tôm hết. Con máy này rất là đẹp ha. Đó mọi người, giờ máy nè. Cả hai đều là mép hết nha mọi người, mép vàng hết nha. Cái này là mình đã ghép đôi rồi nên mình không tách lẻ mình bán đâu nha, mình để luôn nguyên cặp vậy nha. Thì anh em nào khác thì cứ alo cho mình thôi, số phận mình là 0929 887 346. Cặp này giờ thì anh em chỉ cần mua hai cái lồng lực anh em ghép lại là có thể là nuôi sinh sản được, và đặc biệt một cái là anh em nhớ che kín lại nha, là chơi là mùa sau có thể là có chim con ok liền. Đây đây là hai con trống, hai con này thì móng mỏ bình thường không sao hết, không chân đồ đầy đủ, không bám cầu chứ không có bị như cái con kia thôi. Chỉ có con kia là mình bán là anh em 200 thôi. Con này cũng rất là đẹp nè, con này mình tất nhiên rồi. Đuôi mấy con này thì hiện tại bây giờ là dưới 18 nha mọi người, bên đây thì dưới 18 còn bên kia thì nó mới trên 18 18 mấy á. Nói chung là tụi nó đều là đuôi tôm không. Đây cặp này mới là gọi là cặp nên chơi nè anh em, cặp này con trống nó muốn đạp con máy rồi. Hôm qua mình ngồi mình thấy thì cặp này á, thật sự nó mình đảm bảo với anh em về là anh em ghép bèo lắm, là tháng 4 tháng 5 là có chim con chơi liền. Nhưng mà anh em phải là làm y chang mình nói á, là mua hai cái vòng lực về ghép chắc cú là đẻ. Còn trống nó mới tắm, nói chung là trống máy đều đuôi tôm hết. Con này mới gọi là đẹp nè, con này hình như 19 là mọi người đó. Thấy tôm đẹp không?
Cụ này không phải bự 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 nha, bộ nhỏ xíu rồi mọi người. Đây, đây một con nữa. Con này như bữa mình đo là 18, 18 mấy, 10, gần 18 thì phải. Mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà cái này là bộ 3 con mà mình nói với anh em mình tách riêng ra để mình nói chung là họ nói ok á, mình tách riêng ba đứa nó ra. Bây giờ mình cho hai đứa nó ra đây một con, còn một cái con mà mình nói nó cái giọng tố chắc hay hơn nữa thì nó đang ở trong nhà, để tí mình quay cho. Đó. Thì anh em thích con nào thì alo cho mình con đó ha. Thì anh em có hỏi là muốn mình quay riêng con nào ha, bắt ra mình bắt sẽ bắt ra cho anh em xem. Đó mọi người thấy không, hồng còn vàng hè hết à. Với lại một cái này nữa nha anh em, anh em lưu ý cho mình nha, cái con chim mép vàng nó khác lại con chim bổ nha, tại vì mép vàng á là con chim con nó lên là nó từ một con chiền lên mọi người thì nó mới lên mép, thì sau đó thì nó còn lại tới 3 mùa lông nữa nha mọi người. Cho nên mọi người luôn, tại vì nhiều anh em hỏi mình ủa con mép vàng là sao, con bổi là sao, thì con này cũng là con bổi nhưng mà bổi mép vàng, có nghĩa là nó chim con lên thôi đó. Chứ để anh em lại không mới chơi thì lại không biết nó ủa tại sao là mép vàng là sao. Nói chung là mép vàng thì nó chưa căng lửa, nó cũng chưa hót nhiều đâu, nó chỉ hót lại ra thôi. Thì mà anh em hỏi mình ghép tơ vậy nó có đẻ hay không, thì đẻ bình thường hết à, đạp máy là đẻ thôi. Thôi để mình vô trong cho mình quay vô ngồi xem, quay cái con. Đó. Con mẻ đuôi mọi người. Với lại anh em vô cám được ngay vô giống mình nha, vô cám bữa đực bữa cái rồi coi giờ con chim này bắt đầu mình phải vô cám lại từ đầu. Hồi bữa thì nó đang ăn cám rồi, ăn cám bột á, cái mình lại không có thời gian mình cho ăn trứng kiến nữa, cho nên cái nó lại ăn sâu, mình bỏ sâu vô là biến ăn mấy bữa cái nó dẹp luôn. Đó cho nên là anh em vô cám anh em vô thường xuyên nha, đừng có bỏ nha, bỏ như mình là coi như là bắt đầu phải vô lại từ đầu. Cho nên hôm bữa câu này cho nên mình nói với anh em là mình không phải vô cám chiêu này vậy á, mình vô rất là mình không có thời gian đó, mình ngồi mình vô là mình pha khay nước với lại sâu thì mình cứ đi ngang rồi mình túc sâu và thả vô đây thì nó rất là lẹ. Đây còn con này nữa. Ừ, anh em thích con nào thì alo cho mình con đó ha, số điện thoại mình là 0929887346. Đây một bà nữa, con này là con cuối cùng nha mọi người. Anh nhỏ quá mà cho anh ra lòng rộng quá cho nên anh thoải mái anh tung bay. Cứ thấy điện thoại là nó nhảy. Đứng xa, con đứng đẹp, đứng bầu đẹp lắm. Thank you.
đó thôi, mình cũng xin kết thúc video đây ha, chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Thì anh em nào hết thì con nào alo cho mình con đó ha, số gọi mình là 0929 807 346 nha.